Chào các bác, em hôm nay lên sóng một con máy rửa bát Navon. Con này là BM2 các bác nhé. Con BM2 tình trạng máy thì hình thức cái phần vỏ này còn khá là đẹp, ok. Có phần kính này thì nó hơi bị đục vàng trên. Ra cái điện thoại để quay vào nó hơi bị nhìn nó tối tối đi. Thực ra kính nó vẫn có thể nhìn được các bác full bình thường ở trong. Đấy, BM2 máy nói chung là sạch sẽ các bác nhé, gọn gàng đẹp, ok, không có gì để mà phải chê nhiều cả. Mỗi cái kính này thôi, kính này thì nó đục, còn mọi thứ lưng nhất sạch sẽ. Bên trong khoang máy cũng rất là sạch đẹp các bác nhé, khoang máy rất là sạch đẹp. Đây, giá ok, ngon lành đẹp. Tôi đang thiếu cái giá đũa các bác nhé, em sẽ bổ sung. Tai cửa thì còn rất là mới này, nói chung là một cái máy khá ok. Giá cả thì bán cho các bác rất là hợp lý thôi. Đây, em bán là 2.900.000 nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác xuất con này thì quá hợp lý luôn ạ. 2.900.000 thì đắt hơn con SS 5 có 300.000 thôi ạ. Nó hơi vàng kính một chút mà đắt hơn con SS 5 có 300 các bác nhé, có 300.000 thôi. Xin các bác lấy con này tuyệt vời luôn, nó là BM2 đấy, em để số 3 này. Đấy. Các bác nào đang có nhu cầu chốt thì các bác liên hệ nhé. Hình thức ngoài nhìn đẹp hơn trong clip, em khẳng định là như vậy. Trong clip nhìn thì nó hơi bị tối. Đấy, giá 2.900.000 chưa phí vận chuyển, chưa có đổi mua. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.